múa lại nó coi nó sai chỗ nào, xong tao chỉ cái động tác rồi mày tập tập đều vậy, khi nào mà tao nói rồi mày đứng đứng ở giữa đó, rồi cái mày múa đó. Mày cứ tập theo ý mày biết, các bạn những trình hướng tao chỉ mày tập lại hết rồi coi lát rồi tao sửa, cứ múa từ từ 1 tới 12. Đó là cũng sai rồi nè, cái tập tập lên thấy không, tập bỏ cái lâu thì sai nè, đúng vậy nè, đúng không nè, nó cũng ấn cũng chạm một cái này cũng hơi đè chọn, nhưng chỗ này hít vô cái phổi cho cái chỗ cái xương chỗ này, mình thấy cái xương chỗ này là cái nè, cái chỗ này là cái mấy miếng xanh xanh này, nó cho nó phình ra, hít vô cho nó phình cái miếng xanh xanh đó. Một thở ra, thở ra mình hít buồn ngủ, mình hít vô cho nó căng cái lồng chỗ này lên nè, hít mình hít sâu vô một cái mình hót cái bụng này, chỗ này nó ưỡn lên, rồi sau nó ưỡn nó lên, mình thở ra thấy không, thấy cái ngực nó sinh này đầu như nó giãn ra thì đúng, ngón tay cái là hơi ấn cái cùi chỏ này ba cái thôi, ba cái thở ba cái xong thoải mái giơ tay lên bung cái tay ra hạ xuống. Đó, thức ngủ á, mày tập lại, thức ngủ phải tập vậy á, đứng ngửa vậy á, đứng yên như này, thấy không? Bấm ngón cái, kéo xuống cái ốc, mày nắm lên xà, bấm xà dây, cái ưỡn cái ngực cho cái sự cái lường này nó nở ra, hít cho nó nở, cho là hót cái cùng cái đầu, cái phổi phía trên này nó băng ra. Thấy không, làm như nó khỏe khỏe, cái đầu trên phổi, thấy khúc gần cái cổ nó khỏe ra, thở bình thường. Hít mũi thở miệng rồi thả lỏng ra, im cho nó mềm và duỗi tay buông ra, đó thứ thứ một sẽ làm gì? Rồi thứ thứ hai, thứ hai nhớ thấy không, mình chán hết ngồi luôn, sư phụ học một năm hai năm rồi chỉ giữ là mình tập được 600 ngày rồi đó, còn dạy cho cha bỏ rồi thấy không. Cái động tác này là làm đúng, là nêu dày ha, là nhấc lên đúng ha, nhỏ đây nhỉ, nhưng mà phải hít, mình phải kéo cái này ra sau, hít thiệt sâu, hít sâu vô cái để giữ vậy thở rồi mình thả xuống, khi mình thấy là như nó hai cái xương này nó muốn kéo gần nhau kéo ra thiệt xa, hít hít vô nhiều vẫn giữ vậy, nín chút, hít nín chút, hít nín chút, có thả xuống đó, thứ hai rồi thứ tức là hai cái sao kéo rồi sao ở cho cái chỗ này nó làm như nó muốn đau đau cái sau cái xương này cái đốt, và nó hai cái ngón tay thì chỉ được lên, rồi thứ ba làm sao đứng trên chỉ có hai ba ngón chân thôi nè, nó sẽ đứng cỡ này bởi vậy chưa được nè. Thấy chưa? Có ba ngón chân là ngón cái, ngón trỏ, ngón gì thôi. Còn nên lại nó còn bốn ngón. Mà không được thì mình tới tường mình đứng mình để cho này. Đừng nó tập. Chỉ ba ngón thôi, mới được. Nhón nữa. Còn dính ba ngón thiệt cao lên, cái tay dính cái tường mới chịu nổi nó té. Này trường nó ra, mình trường lên cái tường, hai ngón nghe. Không phải ngón cái, ngón nè, lượt trước nhón cao lên, đứng hai ngón thôi. Đó. Thấy bụng nó cứng nhắc không? Rồi hít hít vô là hít hít mạnh cái này điện cho xuống bụng liền. Thấy không? Nó vô cái bụng liền. Ba cái rồi thả ra. Nếu không được mới đầu chưa quen không đứng đứng được tại mày yếu. Mình phải chồm lên tường vậy đó. Cho cái bụng nó thiệt căng nè. Lúc nó căng là hít vô cái xuống cái bụng. Ba cái. Rồi thức thứ tư. Tôi cũng chưa đúng nữa. Nè thứ tư như vậy nè, nhớ khi mà đứng này á phải để ra bằng chân là một nè, hai bàn bằng thứ ba là đúng, và đứng là đứng cái mép thôi, cái mép chân nè, khi chồm tới là vậy, mà cái tay để như nè, nè
khi mình đưa cái bàn tay lên, đâu cái tay mình đưa lên đây, đâu mình tập đi, cứ tập đi, đưa tay lên, còn đúng không? Đó đó đây, chỗ này mày đưa làm sao mày, tao để dỗ chỗ này khi cứng mới đúng, đó đó mới đúng, không cứng đâu có được, khí nó lên chỗ đó mà, khi mình đưa ra về, chộp nhớ là đúng ba bước nhìn nó cứng hai ba, nè, chộp tới vậy, nè cứ hấp ra vậy. Mày rờ đây, mày khi mày hấp ra mày dỗ đi cái từng cái tay ra đúng nè. Thấy không? Nó không có thật cho thì mới đúng. Một nó cứng không? Nó cứng là khi vô hai ba rồi quen cái mày để vậy, cái mày dỗ dỗ cứng là được, để vậy. Cứng bình hồng, cứng chỗ này cái mép này này, chỗ gan, chỗ tuyệt lá lách mày á, lá lách nằm đó. Đó, cứng ngắc à. Mày tự nhiên nó cứng, nó không cần phải còn. Mày xoay cái rờ mày dỗ dỗ nó cứng ngắc. Đó, mà cái mép dưng bên kia mới hơi xiên xiên. Cái này trúng cái gọn, chống cái ngón cái. Đó, rồi nè. Rồi thả ra, cái tưng tưng lắm, hay lắm nè. Không có, nó không có đau. Đúng, rồi làm rồi. Bên kia nó bị tập sai, nếu mà tập 3 năm như vậy hôm nay mẹ bệnh nào một con nữa. Rồi bên trái, bên trái trong bên phải cũng vậy. 3 bước, rồi đó. Rồi nhúng lên, xoay cái tay vô vỗ vô đó, coi nó vô cái tay kia vỗ vô đó, cứng cứng mới được. Rồi đó, vậy mới đúng. Hít cho thở ra ba cái rồi. Là mỗi lần vô là biết hơi nè, cái cách thở nó cũng biết nè, khi thở nè hơi cái nín lại cứng ngắc nè nè, cứ vỗ là một đó, mình thở ra cái cứng ngắc, thở ra đó cứng ngắc, rồi cứ làm giống như nó vừa phun nó ra cái là cứng đó, cái vậy ba cái của cứ cạc ba cái, một hai ba, rồi thức thứ tư thầy có quay lại không thầy? Có, có gì coi rồi rồi, rồi thức thứ năm, rồi thứ năm năm mình coi để sửa này hết cùng học phần trả hết bao nhiêu mấy triệu bạc hội học trong phú giờ trả lại thật này nóng tiền bạc khổ cái sợ vậy luôn đó. Không mấy năm trời quên hết trời luôn. Nó khu đó nhà đơn nhà mày nữa chứ. Đó, anh học bây giờ thứ năm nó phải dạy tới tháng 6 ông nội. Mấy thứ năm rồi. Mấy thứ năm rồi lộn rồi. Ồ, 2 năm trời học cái nhà quên cha hết. Mày cho mày quên đà cho mày biết. Rồi sao nữa? Nó bước vậy nè, khi mà bước qua bước thứ năm phải có nguyên cách đó nè, đứng dậy ha. Chứ quay sơ sơ vậy nè, quay vậy nè ha. Nó hơi cái này hơi xinh xinh. Cái chân sau nó hơi xinh xinh. Chân trước hơi cẳng. Mà cái khoảng cách giữa hai chân là dày dừa, tức là khoảng một bằng chân thôi. Thấy không? Nè, cái tay nè. Mình giơ cái đùi lên. Đó, mình vung vừa cái là cái kéo vô. Là hết. Là cái chân gói. Thở ra, bây giờ bắt đầu nha. Mình chỉ bấm cái ngón út này lại thôi. Nha. Để sau lưng. Mày để vậy nè. Nha, bấm ngón út thôi. Mày để đưa ra từ từ từ. Hai ngón một ngón thôi. Tức là mày để một con ngón thôi. Nếu không được hai ngón. Rồi mày để ngay ngực, cứ đẩy ra từ. Rồi mày đẩy ra. Đẩy từ từ ra. Đẩy ra, đẩy ra, đẩy. Khi nào thấy cứng tay được rồi đừng có thẳng tay. Nè mày đẩy lên. Nè đó, mày thấy không? Đẩy nữa, cứ được. Mình đẩy cái cứng con này. Mình xó vậy. Ngửa cái này ra, ngửa cái này qua bên này được. Đẩy ra từ từ, cứ từ trong đẩy ra từ từ, lòng dưới xô cái gì ấy. Nè, khi nó cứng này là được nè. Để, chưa cứng lắm, mình coi cái tay, mình coi cái tay, mình để cho cái ngực ra. Nè, cho nó, nè, cho nó, không có làm gì hết. Đè vô, nè. Đó, cho nó cứng là được rồi đó. Rồi mấy cái chỗ này cứng hết, đó đúng. Làm cho nó cứng cái ngực đó, mày đẩy ra làm cho nó bị giận cơ, cho nó cứ cứng rồi thầy. Đó là sao? Cứng vậy xong cái thả ra. Rồi sẽ làm vậy à thầy? Ừ, đừng có thẳng tay. Nó một lần nữa thôi, cho nó cứng rồi được rồi. Đẩy ra nữa nó xẹp. Ba lần á? Thở ba lần thầy. Đẩy ba lần. Một. Giống như đứng trưởng á. Ba. Bên này đứng đầy luôn thầy. Ừ, đúng ra. Vì đứng đầy thì sẽ đúng. Ừ. Tay là đặt cái tát nước lên cái này. Rồi dày cũng được. Đó rồi nè. 1 2 3
đẩy ra thấy nó cứng chỗ này rồi, đẩy xéo 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 cái ngực cứng, để cái tay cho để sau lưng chịu, giống như đẩy trưởng một giống xô cái gì thì mạnh sai ba cái ngực nó cứng tới đừng có thẳng tay, thẳng tay là nó hết cứng rồi, cộng bên lấy cái tay rồi chỗ này có cứng không, rờ này cái gân này mày lấy tay kia mày rờ cái gân này đó nó căng vậy được rồi đó, ở cái này thì kéo rửa bằng tay đi thì nó căng cứng, để ra từ từ thôi, để nhà thẳng để từ từ rờ cái gân ngực rồi mới lấy tay kia rờ cái gân này thấy không, tới lúc nó cứng nè sao ra cái mức nào nó cứng lo đừng ra nữa nó mềm á, mày đẩy ra nữa nó mềm mèo à, để tới lúc cứng thôi nó không có cứng rờ được á, mày đẩy ra nó mềm ha, cái mềm là không được, để ra nữa nó mềm mèo à, thấy không, lúc mà cứng nhất là ngưng đó nó chốt đẩy ba lần nào. Rồi đẩy tập mấy lần cũng được, trăm lần cũng được, nhưng mà phải cái đúng cho cách đã. Muốn mấy lần do mình, muốn ngàn lần cũng được, nhưng mà phải đẩy trúng không? Một lần trúng là tôi rồi, ví dụ tập một ngày lần thì lần. Rồi nó cứng vậy, thì giữ vậy, rồi cứ thả ra. Để ra xem trời, con tớ mình phước đào có cái mức độ nào nó cứng nhát. Rồi đẩy cái lá mèo mèo, rẽ, thấy không? Chỗ này có cái dây chặn, căng hay thì chặn. Rồi, cứng nhát. Được rồi, mà đẩy ra nó mềm. Rồi xong xoay vô thu đó tập quên hết rồi chứ hôm nay chỉ 1.5 thì ôn lại mấy một lần ôn lại 1.5 đi sai hết rồi đó thứ sáu thứ bảy không có mày 1.5 tập lại cho trúng không ở mày quên mẹ rồi tiên chỉ 12 thức làm sao chịu nói thức một tập sao mày chết mẹ quên toàn bộ luôn á, quên sạch luôn, không có cần mạnh lắm, đứng thẳng cột sống lại đừng có ưỡn ra, thẳng này vậy, hít vô một cái cho cái lồng ngực phía sát cái cổ nó cứng nó phình lên, ừ, cái này phình lên, đó đứng vậy còn cái này nữa, chỗ này thấy hai cái bẹ sườn nó phình lên, chỗ này hót bụng vô, thấy không? Tự nhiên nó cứng này. Rồi cái lúc là thả cái ngực xuống mềm xuống hết, đừng để nó phình nó cứng lên phải thả xuống vậy. Rồi ra là lúc đó mới ngửa này ngửa đó tự ôm tập lại cái bụng này mày ôm tập lại hết mẹ là mày đứng cái chỗ còn đứng thì một tập cho trúng thì trúng này đứng quay hướng này mày tập để đó cái trả bài cho thầy tập chơi đó mẹ thôi rồi đúng tập đi cứ coi đúng không bung ra giơ lên rồi không cần chặt đâu chạm nhẹ thôi không phải là gồng hết sức không có cái này chừng 100 gram chạm thôi cái đó như cầm cây nhang nó để cái người đứng thẳng đừng có ưỡn nó vậy đó đứng thẳng nè giống như một cái đầu dính vô tường cái vai dính tường hít cho cái phần lồng ngọn lực ngực cái nó phình ra đó rồi thở rồi hít vô cái là phình một ngực trên cho tức là giãn cái lồng ngực ra thở giãn luôn á rồi bụng bụng nó ra lại khạc là cái hơi nó bị ép nó xì ra chứ không phải la xong tập lại được 3 lần ngọt khô quá trời đất ơi cái này mà học lại 1.5 mai mai là hôm nay dở là tôi chỉ 5 thức lại về tập lại 5 thức đầu tập cho giỏi rồi hôm nay thứ hôm nay tuần này học thứ mấy nó phải nó còn tập còn cái lịch bữa nào mày thứ hôm nay với chủ nhật phải không chủ nhật là thứ mấy hôm nay là sáng thứ năm tôi cho cái lịch này luôn sang vô luôn sang với 14 giờ tức là thứ năm 8 giờ chủ nhật 14 giờ đó là 2 cái giờ mới tới bây giờ thứ năm thứ sáu 8 giờ thứ năm là 8 giờ thứ hôm nay nè 8 giờ thứ năm rồi chủ nhật là mày nói 12, 14 giờ à, mày tưởng sáng được không thầy 8 giờ được không chủ nhật sáng được chứ hay là buổi sáng 8 giờ sáng luôn thầy 8 giờ sáng được nhưng chủ nhật 8 thì 8 giờ sáng đi tức là thứ năm với chủ nhật 8 giờ có mà 8 giờ luôn rồi xong là mày giờ 2 giờ đã tới giờ mày ôn 5 thức đi rồi vì sau tới 5 thức nữa 5 thức này tập cho trúng rồi lát lại chỉ thêm 1 thức chữa và mở máu rồi hôm nay là 6 thức mà 5 thức này chúng cái 5 cái thức này để làm chi không
để cho toàn nó bắt đầu nó thải chất độc của toàn tạng phủ mà, để nó không đem chất độc nó rải vô máu nữa. Nó nói giải thích mày luôn. Cái ống máu mày có mở dơ là do mấy thằng kia nó thải đồ dơ vô máu, giờ cắt luôn. Nè thấy không? Đúng vậy. Này này thấy rồi nè, đi vô một coi thằng tác dơ lên vậy ha, mày bóp như vậy, kéo xuống đây đi. Nè, ướm ngực đây. Hít cho nó phành cái ngực, có phải ướm mà không không có hít được thở đâu. Hít cho nó lòng được phình đó. Tức là ở dưới này lòng vô cái hơi có cái gì nó ém ở dưới bụng dưới nó đẩy phình ngực lên á, ba cái. Cái đó gọi là ém khí á. Ba cái rồi, thả cái bụng dưới xuống đây, buông ra. Lên cái này thẳng góc cái này là khạc cái khi nó bị bức bách trong bụng nó khạc rồi chứ không phải là la rồi đó, thức một rồi thức hai làm lại, thức một cho chúng đi rồi qua thức hai. Khổ con quá anh nghe mày điện cái thức hai còn nổi này. Thế thằng Phú với ba cái thằng học với mày, có thằng nào tới đây học cái lớp mày ở Tân Phú á, nó khỏe hết rồi. Thằng Tuấn này với thằng gì, thằng Vinh nó tập cho mày giờ nó có đâu tới đâu, khỏe hết rồi. Nó tới giờ nó học có ba tháng, nó tập tới giờ ngon cơm luôn. Mày bỏ uổng kìa, sáng hết nó tập đúng cái hôm nay. Hồi đó huyết áp cao chữa hết rồi bắt đầu bỏ luôn. Mày tập luôn á, bài trừ chân kinh mày tập 3 năm là tao bảo đảm 10 năm có bệnh nào hết. Không có cái bệnh nào hết, mà càng ngày càng bụ đẹp trai ra. Lên cân tướng đô ra. Đẹp trai ra thêm. Mày bỏ uống quá. Rồi tập lại được. Rồi tập lại cho đúng đi, làm lập 3-4 lần cái thức 1 cho chắc đúng rồi, bắt đầu tao mới chỉ tập lần thứ 2. Hôm nay thế, nắm chừng đó, kéo xuống. Rồi đã hít vô cái ưỡn ngực, hóp cái bụng sau vô. Thở ra. Đó, cái đứng mà cái ngón cái chạm, còn bốn ngón kia không chạm nha. Lần hai. Tại thường thường ba lần nó mới vô, nó nhập. Còn mấy lần đầu nó còn cà lơ, nó chưa vô. Thường thường là người ta nhất bất quá tam, người ta là con người ta là không bao giờ qua số 3. Cái số 3 là nó tập trung. Hết đúng. Mở nhà về tập bao lâu rồi? Không biết, mày hỏi bao lâu rồi mày canh giờ mày đi chơi hả? Tập xong thôi. Ý nói là ở nhà mình tập bao nhiêu lần á thầy? Kinh một người tập bài chuyện kinh 1 tiếng, mày biết nó tập sao rồi? Tập 1 tiếng rồi. Ờ, một thức nó tập chuyện chuẩn là tập khế một bài xong 1 tiếng là nó tập giỏi, còn mày dở chừng 30 phút không nổi. À, tập lót là lập lè đi chơi đó. Thì vậy còn cái thằng mà nó luôn nó lo chung của Yến, nó làm cho tốt, nó không quên giờ, nó còn ngó lên tiếng, còn ngồi nó coi giờ, cái mẹ nó còn trống giờ, con vừa tập vừa coi giờ, canh giờ là không có giờ học được, đừng mà tắt mẹ nó giục cái đồng hồ đi, mà tập cho xong thôi ra. Mày tập thấy trúng rồi, mày tự mày thấy là thứ một tôi mình tập thấy trúng rồi, qua thì Yến nó tập nửa tiếng không rồi. Không có mày tập sao cho nó đúng thôi, đừng có coi đồng hồ của mẹ vậy đó. Coi đồng hồ chứ, ngày xưa có đồng hồ đâu, mấy thằng giỏ ngày xưa có đồng hồ đâu. Nó tập khi nào nó thấy trúng rồi nó qua thức 2. Hồi nãy giờ mày thấy thức 1 mình tập bao nhiêu phút, mà chưa trúng rồi nè. Mày tập giờ mà thấy không, bây giờ 9 giờ tới khi đúng thấy gần 5 phút một thức chưa xong rồi đòi chừng nào xong. Trúng cái đã, mà trúng rồi là khi nó trúng rồi là người ta 1 tiếng mới xong bài này. Tập trúng nó lâu lắm, có khi 3 phút nó xong. Nãy giờ ta chỉnh tới luôn chưa trúng. Không có rút chân vô, đó vẫn sai. Đứng trôi rửa ra khạc, nó khạc ra chứ không phải là la to. Trong cái hơi trong bụng nó ém cái hơi nó thảy ra. Rồi làm lại, nói mày coi còn mấy phút mày. Một thức mà tập mấy phút chưa xong, đòi 12 thức. Ta chỉ cần đúng thôi, chứ tao không cần số lần số mấy lần. Tập làm sao cho trúng thì hồi nãy giờ tao sửa mày gần 5 lần chưa trúng. Tập 5 lần rồi đó vẫn chưa trúng. Tập khi nào đúng là cái đúng là sao? Khi nào nói đúng rồi là cái động tác đó đúng đó.
đó nó chưa có hơi, tức là cái hơi khí nó không có, có khí là nó thật, nó nổ ra ngoài, nó nổ trong bụng ra ngoài. Nghe thấy không? Đó, dùng chó nó sủa, sủa trong bụng nó sợ, đó là chưa được, vẫn cái động tác chưa có khí, nhưng mà động tác trúng mà chưa có khí đó, đọc làm lần nữa thì tôi nói đúng cho qua, thì đừng có nói về động tác khác. Rồi xuống. Đó, cái động tác trúng rồi đó, thở một. Ra thạc rồi tiếng giống như mình than trời ơi vậy nó rồi thả xuống rồi động tác rồi rồi con bố từng đó lại rút chân vô vẫn sai động tác vẫn sai làm lần nữa khi nào mà không rút vô mới xong động tác một không mà thấy không ở nhà vậy mà làm kiểu này là chết nói nhà tập bậy không có nó chưa đúng là không được qua động tác hai cái mình phải tự kiểm tra mình cái động tác một sao sai hoài vậy sửa lại sửa cho nào trúng rồi mới qua động tác hai thì mày giỏi mày biết tính thành ra cái ngày đầu tiên có khi một thức mới tập cả 5-10 phút thì một làm 12 thức là một tiếng như không sửa tới sửa lui cũng vừa vừa đại chừng nào mới hết bệnh nó không có trúng thì sao hết bệnh rồi 3 lần trúng thì trúng là sai cái là ông thầy nói không được tập lại đó tao ngồi đây tao kiểm tao mới thấy ở nhà chắc mày quẹt quẹt như cái kia là chết quẹt quẹt là nó rồi khác biết rồi thả xuống liền đó cái đó mới trúng á còn tăng đâu hoàn chỉnh rồi đó rồi làm lại lần nữa là trúng rồi không rồi chỉ thứ hai thường khi quơ ra phải ngửa cái đầu lên nè đó kéo xuống sao rất đơn giản vậy thôi ngồi tập tới được luôn nãy giờ gần 10 phút chưa xong tập sửa mà mày tập rồi cách đây 2 năm mà mày tập sửa lại gần 10 phút chưa xong một thức một rồi thả đi hát một tiếng thiệt to rồi thả xuống miễn xong cái âm thanh còn nhỏ rồi xong rồi đó bây giờ qua thức hai đi thức một coi trúng rồi đó nha về nhà phải trúng cái này mới đúng cái thức cuối cùng cái động tác cuối cùng của thức một là trúng nhất còn mấy cái thức đầu thì dùng đi sai hết rồi đó. Bởi vì về coi clip cái khúc mà khúc này nó trúng bài một thì gửi lại rất là gửi về mà rồi thức hai coi rồi kéo ra sao đó thì nó phải hít lúc nó có nín hơi thấy không thì kéo là hít nín kéo là thở ra kéo cái nín cái thở ra cả kéo cái nín ra cái thở ra nín cái động tác rồi rồi đứng yên thả xuống đó động tác thì dễ tập tập lại nha động tác hai là đã đúng hơn và còn có một sai tem lem nè vô thấy không chứ bị ra nó kẹt cái thở rất mạnh đó tức là một khi mình kéo ra nó ngột khạch cái hơi nó xì ra kéo là sao cái hơi nó xì ra sợ xì ra 3 ngày xì và thả xuống lấy cái tay nó hùng qua ngoài lọc lại ép em đây không đó làm lại cho thôi đúng không đứng luôn thì không có rút chân vô thì từ khi mà tập từ 1 tới 2 đứng nhiều hoài khi hết bài mới rút vô không nhiều mà xong có rút vô thứ hai là xong để về luôn mà đứng dậy suốt không được bước cái chân vô đó nè thấy không bữa lần nhó đi thả hơi gọt xuống đó nhó này cái là hết vô thả nhó là cái hết vô thả nhó là cái hết vô thả xuống là kéo maximum là sao đó như cái xúc mà cái ngón này là hơi ngửa lên trên chứ không có đi ngang nè thấy không nè nó quét lên nè nó đúng là cái tay nó đúng là nó vậy nè thấy không làm cho trúng như vậy thấy không? Ghê thấy không? Nè. Nếu như ta quay lại thì chét nhẹ như mặt này. Đó, nó quẹt nó ngọt nhẹ, nhưng mà quẹt ra nó sạch, nó căng lên liền.
Đó, thức thứ hai. Rồi nó mỏi hết cái cánh tay. Rồi tập thứ hai lại khi nó trúng nó qua thức ba. Hôm nay sửa thôi mà gần hết gần nửa tiếng thôi. Tới 8 giờ, 9 giờ đó, tôi sửa đi. Bây giờ sau này có thằng nó không tới, tôi sửa mà sao? Từ sau là thằng Bảo nó học. Thằng Bảo nó học 2 năm ở đây rồi mày, học có mấy tháng. Kéo là cái hít, thở ra liền. Rồi, rồi nó để vậy thả xuống. Thở đều xuống, đó thức thứ 2. Rồi xuống rồi, đứng yên vào thức 3 đi. Thứ 2 trúng rồi đó. Thứ 3. Rồi thứ 3 mày dở mày đứng vô tường mày tập. Đứng vô tường chồm cao thiệt cao. Khi mà nó đứng còn 3 ngón chân thôi. Đó đứng lại lấy tay trường lên cái tường. Để không cần phải dơ lên vậy. Gần 2 ngón vậy nè. Với thiệt cao thì thế nào dưới thế nó còn 2 ngón đứng vậy. Hít hít sâu vô. Hít vô cái bụng nó cứng lên ra là thả. Cứng bụng. Rặn xuống, rặn cho cái bụng nó cứng lên cả. Rặn xuống cho cái bụng cứng cái thả. Rặn cái bụng cứng thả. Rặn cái bụng cứng thả rồi xong. Rồi bung hai tay thả xuống. Rặn. Nín hơi cái ép cái hơi xuống cái bụng cho nó cứng cho này lên. Thả lại. Uống lên cái bụng cứng đó. Quen rồi nữa là không đứng ngoài trời. Còn mới đầu thì đứng giữa tường cho nó quen. Rồi quen dần dần cái mình không dịnh tường nữa. Mà nó đứng vững thì dở cái tay ra khỏi tường mà đứng được là ra ngoài trọc tường. Vậy đó. Thấy không? Thứ ba nó khó là mình đứng đứng ngoài không được, còn ngoài mấy người ta quen người ta đưa lên ba ngón này thấy không, gió một cái có ba ngón này mà cái gối thẳng nữa không có cong, thấy không, giữ thân bằng nữa rồi hít mình chưa thẳng gối được đó. Cái thức ba chưa chuẩn nó đâu, về phải dịnh tường lại, dịnh tường cho nó cứng rồi hãy ra ngoài đó, dịnh nó tường kéo cái tay thiệt cao lên ở dưới còn ba ngón chân chạm đất thôi, rồi hít cái hơi ém cái hơi phổi xuống cái bụng cho nó căng cái bụng lên cái thầm một cái, hít hơi cho ém bụng căng cái bụng cái hai cái, hít hơi căng bụng ba cái rồi thả có bung tay thả rồi rớt xuống. Đó là cách tập mà khi chưa giữ thăng bằng được thức thứ ba. Rồi bung hai tay hai bên đó, a à, lên một cái thả xuống đó. Thức thứ ba vậy mới trúng á. Rồi thức thứ tư nãy tôi chỉ rồi, thứ tư là cái mép này phải cứng mà cái đứng là mép chân mà giữa bằng hai, có khoảng hai bằng chân, thường thường nó đứng lên nó căng nè đứng vậy phải có kỳ cột sống kỳ đứng nó sửa sửa sâu lắm, đứng dài ha, để một nè hai ba đó rồi để tay này. Kéo rồi hít vô cái rặn cái hơi xuống nó cứng này, rặn cái hơi cứng này, một ba lần hai ba rồi xoay dịch vừa bên kia cũng vậy nè, thấy không, lực căng là tay một tại đúng vậy, tôi xoay đã thành ba rồi là cái tay bật lên rồi bụng nó cứng, một hai ba xoay dịch vừa. Thứ thứ tư làm lại, thứ tư nó cũng được tương đối dễ. Thứ thứ ba là mày chưa được, nhưng thứ tư tập có thể đúng rồi. Tư múa thứ tư lại rồi. Rồi quay lại, lấy cái tay mày dỗ vô cái bụng dưới cứng đó, mày dỗ mạnh mạnh vô, nó không có đau đỏ, thấy không? Tự nhiên nó cứng tự nhiên. Rồi như vậy làm ba cái, phất ba cái, một, hai, rồi ba, rồi thu công hai, quay ra trước hai tay trước lên trời, bung ra. Đâu có phải dưới dưa lên, nó đang dậy là để dậy đưa ra luôn chứ, đưa rồi cái tay mình mới bóc lên, rồi rớt xuống thế này sao vậy, đưa qua vậy đưa này lên bóc xuống, thế là vẫn sai, sửa lại số 4 sai rồi xong, học số 4 lại đi, một lần cái nữa, lũ ở dưới phải cứng nha, hai, rồi ba, rồi đứng dậy quay ra trước đó đã, rồi cái tay kia kéo lên trời. Ngước lên nhìn nữa, ngửa ra la tiếng thở rồi bung ra xuống đó, làm lại rồi bên trái rồi bên này làm đi đó.
tôi cũng vỗ một cứng rồi hai đó ba rồi đứng dậy tôi quay ra trước rồi quay ra trước đi rồi cái tay dưới bóc lên ngửa ra la tí thả xuống rồi tôi xuống đó bốn đó giờ số năm tập lại cái thức mà đẩy hôm nay tập năm thức rồi ôn năm thức mà còn không sạch ôn hết gần nửa tiếng năm thức á ở nhà mày tập dày là một tiếng mới được năm thức rồi đó nên hồi nãy tao sửa là năm thức là sai một rồi. Tiếng mới được năm thức rồi. Năm thức là mới đúng á còn không đưa mày về tập sai bét rồi thức năm múa lại coi rồi hít thở vô rồi bắt đầu mới đầu hít vô xè tay đẩy từ từ ra thẳng tay quá không được mày rờ cái gân nó cái gân ngực mày coi lấy cái tay rờ coi nó căng vừa đúng là được đẩy ra nó mềm là sai vừa thấy nó căng nhất à, căng nhất thôi đừng đẩy nữa nó mềm eo rồi để vậy rồi rút vô đẩy ra là lần nữa là lần hai cái để nguyên vậy không để vô trong ngực đẩy ra ai mà giống thức tư lộn quá thức tư mẹ rồi thu vô cái ngực xòe xoắn đẩy ra tới lúc cứng cái ngực rờ cái gân ngực cứng không nó mềm mà thua vô mà hết chứ đẩy ra rờ cái gân ngực là chính chứ không phải là cái là thể thao cái nào phải thể thao là miễn cái gân nó cứng làm cho cái gân nó cứng đó cứ đẩy ra làm sao mình gập nắm chặt cái ngón tay cái, nắm chặt xoắn đẩy ra cái là không có gồng con mẹ không có được cái gồng như thể thao nắm chặt cái xoắn như cái đẩy từ 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 ra cái cứng à bị xoắn cái tay lại nè cứng rồi nè ờ đúng rồi không có gồng hết cái bóng đẩy là này rồi cứng nhắc này rồi một hai ba rồi xong rồi được xoay ở giữa dâm rồi vậy à. Xong rồi qua bên này cũng vậy đó rồi nè được gọi là chuyển gân một hai ba rồi tập thứ năm lại nhớ chuyển gân là không có được thẳng tay nó mềm eo á cái này phải gồng mà cái gân nó xoắn nó căng ra giống như cái dây thun cái khăn mặt rồi phát á xoắn nhiều là nó căng rồi bấm cái tay xoắn từ trong đẩy nhẹ ra cho nó cứng lên thôi tự nó cứng rờ cứng là rồi co vô xoắn cứng một cái rồi xoay giữa thu bung ra rồi xong bây giờ mình chỉ cái động tác mày làm cái động tác nó tập cho xong đấy mình chỉ cái động tác là hôm nay mình nghỉ cái động tác là tập chống mở máu men gan rồi mới là xòe tay giống đánh trưởng xoắn đẩy ra không phải vừa không phải dùng lực đi xoắn nhiều nó ra để xoắn đẩy xéo là nó nhất đẩy xéo này là giống như tạt đó để tạt đó mà phải co lại chúng về phải tập cái món này co cho nó chính xác cho mình để như bằng nha con lấy gì thun cột đó lại lấy con keo dán này lại nè mày để rồi mày thấy không mày co như phần tay vô đi rồi mày đẩy ra vừa đó theo tự thẳng lên đừng có gồng để vậy rồi đẩy ra thôi đó để yên coi nó cứng không đẩy nữa nguyên eo nhé đó còn cái này nó để chết luôn nha nè xoắn cái bàn tay này ra đẩy ra nè tức là xoắn đẩy xéo đi đó nó cứng ra chứ nó xoắn thấy mình cũng thấy nó cứng ra chứ nó đâu phải gồng vì gồng là sai gồng là xong phải cái câu là xoắn không mà cứ để bóc nó lại xoắn mà cho nó cứng ngay nó phải gồng vì gồng thôi là nó bung ra đó theo mày xoắn cái nó cứng nè gân nó cứng lên đây đó cái đó là cái câu nó khác hơn thể thao là gồng nó không gồng xoắn là cứng lại giống như xoắn này nè đó trúng xong rồi đó năm thức về tập y vậy rồi về là nếu mà cận nó làm mà lấy cái camera mày tập đúng rồi quay lại cho tao coi nha mày ở nhà cái kêu vợ hay kêu ai hoặc để camera mày đó mày múa xong nè còn thầy có đúng không thì nó đúng thì mới tập tiếp vì mai về phải đây nha thầy ờ gửi có đúng không không sai tập 5 ngày chết mẹ tao nữa phải không
Rồi cái đó chúng ta bây giờ cắt giữa cái bên kia. Giờ cứng rồi không nè? Rồi. Nè, thì tự mày biết nè. Cứng rồi. Mày không có gồng đâu, mày phải tập tạ, mày có tạ đâu sao cứng này? Mày không tự nhiên cứng á à? Nó cứng như gồng vậy đó. Nó gọi là gồng tự nhiên. Khí nó hay hơn. Còn kia khi dòng tạ con này biểu xuống phình lên luôn. Mày còn phải làm cái tạ nó phình lên, con này tao sắn nó phình rồi. Thấy không? Nó hay lắm. Đó, hay lắm, cứng lắm, nó vẫn đột đô như thôi. Giờ cái bài, còn bài này để tay nè. Nếu cái bài này mày tập được đặt tổng đặt này để tay vậy. Đó, là 1, 2, 3, cú xuống. Kéo tay lên, đó. Thẳng cùi chỏ ra nè. Kéo lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi đứng lên. Đó. Bên kia cũng vậy. Cái này lấy là thả lỏng tay 1. Và rồi cái ngửa là hất cơ hai bàn tay lên, à, hai tay chút nha, kéo không cần phải kéo kéo lên từ từ, thẳng mấy cái bụng tròn đó, nó không vèo đó, đừng có ham cao, miễn cái chỗ này thẳng băng cho ta nè, thẳng băng như này, rồi kéo lên từ từ, lên tới nào chịu nó không lên nổi gì nữa đó, rồi thì lại bên cứ nhấp 1, 6 cái. Rồi, đứng lên thở bình thường. Rồi cứ vậy tập. Thường thường tập là khoảng 6 cái. Mỗi bên 6 cái, rồi nghỉ. Cứ lên 1, 2, 3, cuối xuống. Nó bắt đầu được làm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đừng làm nữa. Rồi làm cái tròn đổ vào một cái đáy. Phát về 1, 2, 3, 4. Mà không được cái tay cong, cái tay không được cong thẳng, cái tay thẳng rũ mềm ra, mềm ra. Để nè nó mềm nè, để trước này nó mềm chưa? Để nó mềm ra, rồi cứ kéo từ từ, thẳng cái cổ giỏ ra. Rồi co cái mặt tay lên nhảy bốn ngón này như này. Mày cho nó chụp như vậy được. Đó, kéo lên từ từ, thấy nó cứng là ngừng như đó. Nhắc cho nó kéo lên, càng kéo được. Thở ra. Rồi thở cho đều là rồi cứ làm vậy là được 2 cái một ngày là mỗi bên 6 cái rồi cái tay này bên 6 cái là 12 cái nghỉ vậy thôi tập 2 cái thôi đủ rồi mày chết rồi nhiều quá không tập nhiều thì tốt nhưng mà sức đâu mày tập thì tập 6 cái thì ok rồi nếu mà thấy nó vẫn còn ngon thì rồi tập thêm như mỗi ngày phải kéo càng cao càng tốt không cao, dễ cao với trên mà cái tay cùi chỏ vẫn thẳng mà không được banh cái tay ra thì thả lỏng không thả lỏng rồi mày cúi xuống coi như lấy đà để hấp cái tay bốn ngón chụp lại cứng ngắc nè thấy chúng ta không sao những cứng ngắc nào để như nào kéo lên đừng ham mà cao lắm cái tay mà chưa có dính nhau là không có được cao nè để dưới nè chút bốn ngón chưa để xuống như mình để lại ở dưới này là bốn ngón dính nhau sao sao không dính bóp dính luôn thôi rồi cái kéo lên từ từ đừng có sang kéo tới đâu hay mà thẳng của chỗ ra thấy nó cứng thì người thôi nó ngột lắm á thì rồi thả xuống mỗi ngày mình ráng kéo từ từ này thở ra không được banh ra nó phải lên thẳng song song ngày chứ không được banh ra lên đỉnh thẳng này đó rồi xuống nghe cái mình vẫn nhìn vô kiến mà thấy nó lên nó banh ra giờ không được hình chữ V không được nó phải song song đó giờ rồi nó lên mỗi ngày ráng là chịu rồi đó mày tập chưa đó giống rồi đó nó 6 cái còn đứng lên lại làm cái nữa cho mày làm 12 đi rồi cuối xuống làm 12 lần như vậy mỗi lần là mình nhấp 6 cái tập 12 lần con ngày tập 12 lần thôi nhưng càng nhiều càng tốt nhưng mà mày 12 cái này. Nhưng mà hãy tập là số nào là số đó phải ngày mai bớt đi nha rồi càng ngày càng tăng lên hôm nay 12 tuần sau là lên 16 lên 32 là mà phát liền chịu không nổi đâu mỗi ngày từ từ chứ không phải khí công là ngày nào cũng giống ngày nào mỗi ngày hôm nay 12 mà thấy được rồi thấy người nó còn phải khỏe rồi lắc rồi hộp hộp rồi cũng được đứng lên cũng được lúc nào đứng lên cũng như con không có tập gì hết là mấy lần cái đoạn người ta gọi là độ bền độ dai chứ không phải là tập cho người thở gần chết là xong lúc mà tập xong mà vẫn đứng lên không thấy mệt mỏi hay thở bình thường là mấy lần ví dụ mình cúi xuống mày tập vậy đứng lên mình cúi xuống vậy
mà làm hoài nó đứng lên không thấy vậy, mình đứng lên mặt đổi sắc hết, mình thở hồng hộc cũng được. Thì cái lúc bác sĩ ngu là bao nhiêu, ví dụ 12 thì tuần sau 24 lên nữa, số tăng số lần tăng xuống cấp 3, cấp 4 lần lên. Chứ không phải là vậy là ngày nào cũng 12 hoài nha, mỗi ngày tăng cái số lần lên, lăn tới càng nhiều càng tốt mà, và cái tay càng ngày càng càng đứng lên. Chứ không phải ngày nào cũng 12, nghe ông thầy 12 là 12, mai mà lên 24 cũng được, lên 36 được, nhưng cái tay phải càng ngày càng càng thẳng lên, không được tay còn cong rồi. Không được. Thẳng cái tay trước, lên cong cái tay rồi cái tay mình cong rồi. Mày thả xuống dưới thẳng cái cùi chỏ trước đi. Rồi, thả lỏng là kéo lên. Rồi đó, là vậy đó. Mà cái tay phải mềm cơ rờ, cái ngón tay cứng ngắc là không được, cái tay mày ở trên mày có thể mày bóp ra bóp vô được không? Bóp là mày khi nó ra phía sau mày bốn cái tay chập dính nhau được mới được. Nó thở ra. Mà không được nó banh hình chữ V đó, nó phải song song. Đó. Đó, rồi đứng lên nghỉ, như vậy làm nhiều lần vậy. Nếu đứng lại làm vậy luôn cũng được, 30 cái cũng được, nhưng mà sợ lắc đứng lên nó choáng mặt á. Không có kéo hả? Thì đó, cứ kéo vậy, mỗi người kéo lên cao nhiều đó. Nhưng mà thường thường đứng lên cái để nó đổi cái thế, nó đọt khỏi mỗi lưng. Đứng lâu quá chịu không nổi. Đó, đứng lên là cứ bởi vì mới đọc thường 6 cái đứng lên lần cho nó khỏi đau lưng. Và làm 12 lần, 12 lần ngày mai là 24 lần. Nếu mà được là lên 36 lần, 36 lên 32. Tăng lên, tăng lên. Mà cái tầng tay càng ngày đứng lên. Đó là 6 quả hôm nay của mày nè.